Anh ơi, cái đường xuống thác Rồng ấy thì đi bên này, đi đến bên này, bên nào dễ hơn hả anh? Bên này dễ hơn. Bên này dễ đi hơn. Vâng. Chứ bên này thì mình có thể nhìn thấy thác à? Có thể nhìn thấy không? Không, vẫn không thấy. À, vẫn không thấy bên đâu đúng không? Cái đường thác xuống đâu. À, thế là đi bên này dễ hơn. Vâng. Cái này chắc xe máy không đi được đâu nhỉ? Xe máy về xuống lấy kia cơ. À, xuống cũng chỉ được đến đây thôi đúng không? Vâng, vâng, vẫn phải đi bộ đúng không? Vâng. Ở chỗ kia không nhìn được thác rồi. Không, ở đấy chỉ đi lên kia nhìn trên đầu thác. Đầu thác. Vâng. Có nhìn được không anh? Được. Đi vào đấy lấy ảnh cũng được. Dạ? Không, em có xe đây nhưng mà em đi bộ thôi. Thế à? Đầu thang nhưng mình có đến lúc mình có xuống cái nối đấy, mình có xuống dưới này hay không? Vẫn là quay lại xong ra đây đi xuống dưới đây đúng không? À. Vâng. Đi đi, anh cứ đi đi, bọn em đi bộ cũng được. Thế anh đi đi, bọn em đi thông thả đi bộ cũng được. Cảm ơn anh nhé. Và các bạn cùng mình trải nghiệm khám phá con thác Rồng nhé. Thác Rồng nằm ở xã Trung Nèng Hồ thuộc huyện Bát Sát của Lào Cai. Đường hơi khó khăn một chút. Cái này chắc sẽ dành cho những bạn nào thích khám phá, phiêu lưu mạo hiểm. Bạt ngàn núi rừng luôn. Bạn đi tham quan trải nghiệm cái con thác Rồng này ấy, hay còn gọi là thác Bạch Long, thì các bạn sẽ đi bằng phương tiện ô tô hoặc xe máy đến gần đến nơi thôi, các bạn phải đi bộ. Hai bên thì bà con trồng lúa rất là nhiều này. Đây, lúa đây bà con đang thu hoạch này. Vừa mới gặt xong chưa kịp mang về này. Tại thời điểm này đang là mùa lúa chín. Xung quanh là trên dọc cái con đường đi đến thác ấy thì rất là nhiều ruộng bậc thang. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là một cái nơi mà quá nhiều ruộng bậc thang. Và còn sao không anh? 200 mét nữa à? Cảm ơn anh. Đi qua cái kia là vào đấy là chỉ đứng nhìn thấy cái đầu thác thôi đúng không anh? Vâng, vâng, vâng.
Còn là mình muốn quan sát toàn cảnh cái thác thì mình phải lại xuống bên dưới này. Thế mình xuống dưới chỗ chân thác này, mình có đi vào sát chỗ chân thác được không? Được. Mình đây à, tí vâng. Đường này đi xuống anh. Đi xuống xong rồi lại thì có cái đường mà đường đi vào thác. Nó cũng là đường mòn mòn như này, mình đi bộ được gì ạ? Vâng ạ. À vâng, vâng. Ok vâng. Anh nhá. Vâng. Vâng, cảm ơn anh. Để xem tại sao người ta lại gọi là thác rồng. Thác Bạch Long. Ruộng này vừa mới gặt xong các bạn. Ừ, đi qua cái khu vực đã vừa mới gặt xong này, khá là thơm luôn. Thơm mùi dạ, mùi lúa mới. Ở đây là một cái trong những cái thác mà còn rất là hoang sơ, cho nên hầu như là không có cái đường đi nối lại một cách thoải mái các bạn nhé. Các bạn đều phải đi theo cái lối mòn rất là nhỏ này, khó khăn như thế này. Thơm quá, mùi lúa, mùi lúa mới thơm quá. Bên dọc cái đường đi xuống dưới thác, chân thác này là ruộng bậc thang. Đây các bạn xem ruộng bậc, các bạn xem ruộng bậc thang này, thực sự nó rất là nhỏ ấy. Đây như cái thửa ruộng này, mình cứ tạm gọi là một cái thửa ruộng đi, thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm chỗ rộng thì khoảng 1 mét. Không biết các bạn nhìn trong video các bạn có cảm nhận được cái không gian không, nhưng mà thực tế thì cái khoảng rộng, cái khoảng này khoảng rộng nó khoảng tầm 1 mét. Còn có cái khoảng mà nó hẹp hơn, lui ra một đoạn giữa ngoài kia nó hẹp hơn, nó thậm chí nó chỉ là khoảng tầm 50-60 cm thôi nhá. Rất là hẹp đây. Đấy. Các bạn nhìn ở trong video, người ta có rất nhiều những hình ảnh về ruộng bậc thang. Tuy nhiên thì trên thực tế, các bạn xem trực tiếp, nhìn trực tiếp thì nó rất là hẹp. Cũng có chỗ những rộng nhưng mà đa phần là rất là hẹp. Bởi vì là đặc thù của cái ruộng bậc thang này, nó làm chạy theo ăn theo cái sườn đồi ấy. Sườn đồi thì thường nó sẽ có là hình tròn. Cho nên nó phải ăn theo như vậy. Cho nên là nó sẽ rất là hẹp, không có rộng. Có những cái thửa ruộng nó chỉ khoảng tầm 3-40 phân. Cực hẹp, gọi là siêu hẹp luôn các bạn ạ. Các bạn phải đi bộ một cái quãng đường cũng tương đối là xa đấy. Là đường mòn như này thôi. Đoạn này là người ta chưa gặt này. Đoạn này là chưa gặt. À, các bạn nhìn này. Lúa năm nay chỗ này khá là đẹp luôn, bông rất là to đấy. Chỗ này là chưa gặt, chưa thu hoạch.
cho các bạn ở miền xuôi trải nghiệm luôn cái ruộng bậc thang, một trong những nét đặc trưng rất đặc biệt của khu vực miền núi, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. Chỗ này có hai con đường thì không biết là đi núi nào đây, núi này hay là núi này. Thôi đi núi này đi, không biết là có đúng đường không. Thực sự là cái thác này chưa biết nó có đẹp hay không, nó có đẹp như những gì mình nghĩ hay không, nó có hùng vĩ như những gì mình nghĩ hay không. Nhưng mà được trải nghiệm cái con đường mà đi xuống đến thác này thực sự nó cũng rất là thú vị các bạn. Lúa này rất là mẩy đấy. Có những mảnh ruộng siêu nhỏ, cái mảnh ruộng này ví dụ như cái mảnh ruộng này các bạn đang thấy là mình đứng đứng ngay sát ngay mảnh ruộng luôn này, thì nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó tầm khoảng độ 1 này 2 3 nó chỉ khoảng 3 đến 5 mét vuông thôi các bạn ạ. Đây các bạn trông xem trong video các bạn không biết có cảm nhận được không, nhưng mà nó rất là hẹp. Thế để thấy được rằng là người dân ở đây người ta cũng rất là vất vả để có thể trồng được, thu hoạch được khoảng tầm độ một mùa lúa như thế này. Thực sự rất là vất vả, có mảnh ruộng rất nhỏ, siêu nhỏ. Đây như cái mảnh ruộng này, mình quan sát đây cho các bạn xem luôn này. Đây, các bạn có nhìn thấy không ạ? Cái mảnh ruộng đây, mảnh ruộng này nó chỉ rơi vào khoảng tầm tổng thể là 3 mét vuông, không biết nó được 3 mét vuông hay không, rất nhỏ, siêu nhỏ luôn các bạn nhé. Còn xung quanh là đá này, các bạn nhìn này, bờ đá này, đấy. Không biết trong video các bạn có nhìn rõ cái bờ của nó không? Đây một mảnh ruộng nó rất nhỏ như này thôi này, chứ không phải cả đây đâu nhá, cả đây là rất rất nhiều mảnh ruộng. Đặc thù của ruộng bậc thang đấy các bạn, đẹp thì có đẹp đấy, rất đẹp. Nhưng các bạn nhìn thấy này, đường xá như vừa tôi vừa đi, và cũng như là những cái mảnh ruộng rất là nhỏ. Để các bạn so với ngoài đồng bằng của các bạn thì ở miền xuôi thì không biết là nó như thế nào. Nếu các bạn ở dưới miền xuôi lên như này thì các bạn có lẽ là sẽ vô cùng là bỡ ngỡ. Ở đây có một cái lán, không biết mình có đi đúng đường hay không. Cấm du khách vào thác Rồng tắm trong. Cấm du khách vào thác Rồng tắm trong mùa mưa lũ. Ở đặc điểm ở đây ấy, thì cái mùa mưa lũ ở đây nó rất hay xảy ra tình trạng lũ quét ở trên đầu nguồn, nó đổ về rất là nhiều, cho nên là nhiều khi nó rất là bất ngờ, rất là nguy hiểm, mình không thể biết trước được, cho nên là người ta để cái biển cảnh báo là không được tắm. Đây có mấy người, đây là mình hỏi thăm mấy người đây xem là có đúng